trận đấu đơn nam trong giải đấu đá cầu Phú Xuyên lần đầu tiên. Trận đấu đơn nam này chúng ta có bên phần sân bên xa mình đấy là anh X Công Viên, ứng cử viên vô địch của giải này. Gần mình đó là anh Sơn Tùng của câu lạc bộ đá cầu Hà Hồi, điểm 2-0. Bây giờ nhân đá
được cầu là hạnh phúc. Còn tất cả các thanh niên đá thì một thời gian con nó đi làm nó sung. Anh quên anh đá không đá được, không chạy được. Không chạy được. Bên đấy thì thua thôi, tại vì bọn nó trẻ nó đá. Tướng đá với trẻ, tướng trẻ. Cái này là nội dung mình đá với mình. Đây là khởi động, đây là khởi động. Còn bản B thì cả bên Nam Nam hướng thì thuộc về anh Quang Anh với tỷ số là 21-3. Sau đây thì ban tổ chức xin được mời các anh em vận động đã trở về.